Thế hôm nay chú bảo là đau tay thì đau để em làm cameraman cho bác cho đàng hoàng. Không, nong là phải ăn ăn để ra. Với nong. Đây, nong với su này nhá. Đây. Đây, gắp cho chú nhá. Chấm đi cho cay cay nhá. Bác cứ chén đi cái em. Ok. Thương chú tay đau. Đây, đây là phần của nong, đây là miếng nong rồi. Phải lặng ớt vào. Riêng bác Long là phải chế một cái bát sa tế lạng ớt và có ớt quả không Nhân? Kiếm anh Long quả. Nhân có phải chủ nhà đâu. Đây rồi. Úi giời. Giờ ớt thì cho vào cái nào nó chín mà nếu nước sôi thì cho vào cái nào nó chín. Dừ quá là ăn nó này mổn. Ngon thật. Bao hết rồi. Phải để nó tay tái ăn dai không? Đây. Phong thủ mỹ thuật mày. Đây là cái miếng thịt đấy này. Đây nuôi được nó được già ngày. Đây là nửa ếch sau này hay nửa ếch trước? No. Ừ no. À no. À no, nhớ chưa? Không được nói chấm không thế no. Hả? Nói rõ xem nào. Úi giời ho, biết ho rồi. Thời tiết trở lạnh như này là cũng ho rồi. Ho thì cho uống thuốc nhá. Được không? Ôi, không nói ninh tinh, chửi bậy. Ninh đâu? Linh đi đâu rồi? Linh ơi. Ừ, Linh ơi, Linh ơi. Linh đi học rồi. Nông ơi. Nông ơi á, mặt nết vả mồm nhá. Nhá, vả mồm nhá. À này, anh bảo này, gió máy mà ho này anh cho uống thuốc nhá. Chứ chả phải giả vờ ho đâu. Ờ, thế đi chuẩn bị đồ đạc, quần áo để sau chuẩn bị lên sóng nhá. Được chưa? Được chứ không? Ờ, thế chuẩn bị lên sóng đi. Gọi Linh ơi đi. Linh ơi, Linh ơi. Nóng ơi, bún áo vào mồm. Linh ơi. Đi chơi đâu về đấy? Hả trẻ? Đi chơi đâu về đấy? Hôm nay không mang bạn, không mang người yêu về à? Có mang người yêu được về đây không? Ra đây ăn đi. Ra đây ăn đi. Nhanh lên. Rồi, đúng rồi. Nhanh ăn đi. Đi nhớ mang người yêu về, thi thoảng bảo nó về đây. Anh nuôi cho, nhớ chưa? Cứ đẻ ở trong khu vực nhà mình là được. Nhớ nhá. Hỏng hớt gì đấy? Hỏng hớt gì đấy? Có làm một con không? Này ra đây anh cho một con này. Này. Anh cho một con này. Này ơi. Giỏi lắm. Còn con kia ăn không? Ra đây anh cho. Nhanh đi. Đứa nào cũng có phần hết. Ra đây nhanh đi. Ờ sao thế? Cái con chè này lại bắt nạt nó đấy. Này ra đây anh cho. Rồi. Đây. Rồi thế. Ngoan lắm. Còn đứa nữa đâu rồi? Ba đứa thuần mà. Này, này anh cho. Đây. Thế, ngoan ơi là ngoan. Thích thật đấy. Con nghe ăn nữa không? Này, hôm nay cho lo lê thoải mái. Kế chứ. Này. Đấy, rồi. Năm nay đẻ ở trong này nhá. Hôm nào anh làm tổ cho, nhớ chưa? Sang năm là đến mùa sinh sản rồi. Hôm nào anh làm tổ cho rồi sâu anh cho ăn đầy đủ luôn. Đợt này có điều kiện rồi. Cứ rực rỡ đi nha. Ôi trời ơi, đẹp thế nha. Được đấy. Đúng là quỳnh thơm, quỳnh lở lửa khuya, để bao quân tử ngẩn ngơ vì quỳnh. Đây chính là cái cây hoa quỳnh của mình trong khoảng tầm 4 tháng nay rồi đấy các bạn ạ. Và nó đã được một những cái bông hoa, mình gọi là được những cái bông hoa đầu tiên. Thế nhưng mà hay cái là các bạn này, hoa quỳnh ý, nó chỉ lở buổi tối thôi. Nó khoe sắc vào buổi tối, sau đến sang đến ban ngày ý, thì là bắt đầu héo dần. Thế thì mới có cái câu thơ mà vừa nãy mình đọc cho các bạn nghe. Còn cái bông này ý, thì là cũng chắc là sắp lở rồi. Tối hôm qua đã có hiện tượng lở rồi, nhưng mà chắc là đến tối nay nữa là lở thôi. Đây, đây bông này nữa. Tàn mất rồi. Chứng tỏ là trồng cây này, chăm sóc những con vật, nó cũng có những cái hay của nó đấy các bạn ạ. Vui thế nhỉ. Cá này à,
cực kỳ lãng mạn luôn. Tại sao mình để cho con yểm cho nó chuẩn bị lên sóng là vì lý do hôm nay mình chia sẻ với các bạn một cái niềm vui cực kỳ vui của ngày hôm nay luôn. Đây, hôm nay thì xin phép cho Long Đen là nghỉ chân tay làm những cái công việc hàng ngày một chút xíu để gọi là chia sẻ với các bạn một cái bữa gọi là mình gọi là bữa cơm. Bữa cơm mấy anh em gặp nhau thôi. Thì tại sao mình gọi là bữa cơm gia đình như vậy? Thì là lấy cái cớ là rửa chào Mào Bạch và khánh thành cái công trình của mình. Trong cái thời gian vừa rồi ấy, thì là mình có làm cái công trình là chào Mào AV sinh sản cho chim chào Mào đấy các bạn. Rồi thì đón chào Mào mới về thả chim. Cũng chẳng có cái gì để báo cáo với tất cả mấy anh em. Thì hôm nay lấy cái cớ là rửa chào Mào Bạch, rửa AV mới. Thì mình mua một con cá chép giòn này. Đây là một con cá chép giòn. Con này khoảng tầm độ hơn 3 cân. Tầm 3 cân rưỡi các bạn ạ. Đấy, rất chi là to luôn. Để triển khai một cái bữa lẩu. Thì đây, ếch nuôi bao nhiêu thời gian, bán thì cũng bán rồi. Chẳng có để cho tất cả anh em. Nhưng mà quế thì cũng có rồi, hiệp thì chưa có, nhân thì cũng chưa có. Gọi là cũng định là làm cái là mỗi anh em có bảo hiệp là nếu mà có bắt ếch xuống ăn ấy thì xuống bắt về cho gia đình ăn cải thiện bữa. Thế nhưng hiệp bảo thôi cháu trả lấy. Thì hôm nay mình cũng bớt lại được một chút ếch này, cũng có khả năng là chế biến là cho vào nồi lẩu. Đây là mình khoe với các bạn như vậy. Còn đây là món hàu. Hàu. Hàu này thì lướng thì ngon tuyệt vời luôn. Và đây là cái món lòng lợn, còn lòng non. Thì những cái món này thì để chế biến cho vào cái nồi lẩu ấy. Thì bây giờ thì mình xử lý mấy cái món này, sau đó là chơi với con yểm một chút xíu các bạn. Dạo này nó chửi mình khỏe quá, phải xử lý nó thôi. Thì mời các bạn cùng theo dõi video với Long Đen nhé. Từ nãy giờ mãi cứ nói chuyện mà quên cũng không chào nhau lên một câu các bạn ạ. Thì thực sự là nó mãi niềm vui quá. Thì ở đầu video này cho Long Đen gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả các bạn đang xem video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Long Đen nhé. Các bạn đừng quên đăng ký ủng hộ kênh giúp Long Đen. Rồi, bây giờ thì mình triển khai thôi. Ôi chà chà, ngon thế. Đúng là các cụ thì mình nói cấm có sai các bạn. Muốn ăn thì năn vào làm. Sau một thời gian mình chế biến thì nó đã ra được như này. Thế nhưng mà hôm nay khoe với các bạn là một điều rất chi là thú vị luôn. Các bạn ăn cá có bao giờ bỏ vẩy không? Chứ mình ăn cá mình không bao giờ bỏ vẩy. Các bạn nhìn này, nhìn cái chiếc vẩy cá như này thôi. Sao lỡ lòng nào bỏ nó đúng không? Chiên mỡ già lên cho vào. Ui nó lổ như bánh đa luôn. Sau đó cho vào nồi lẩu thì khỏi cần chê. Còn đây là cái món thịt ếch này các bạn này. Nguyên cái đùi nó to khủng bố, ngon không? Quá ngon luôn, đây da ếch này. Thì đây, con cá chép giòn của mình được từng này. Và được thêm cái bộ ruột này nữa. Hôm nay thì có mấy anh em Quế, Nhân, Hiệp, một vài anh em thợ nữa khác được thế thôi. Còn thì Hiệp thì mình nghe đâu mang máng thế đâu, hắn bảo hắn đang điên cỗ thì phải. Nhưng mà rồi, bây giờ thì mình cất gọn nó vào để bây giờ tiếp tục chúng ta rửa chà mào thì phải ra thăm chà mào đã đúng không? Sau đó là quay trở về là xử lý cái con yểng. Dạo này nó chửi mình hơi nhiều đấy các bạn ạ. Yểng ơi, yểng, chờ anh 5 phút nhá. Anh sẽ cắt xẹt, cắt cái mỏ này đi. Được chưa? Em, còn nhận ra anh nữa không? Mấy hôm nay rồi không quay chà mào Bạch cho các bạn xem nhỉ. Nó vẫn nhớ mình đấy.
Ấy trời, cái cây như thế kia mà hai đứa ở trong này phá phách thế nhỉ. Dạo này vẫn chưa thay lông xong đâu mà quần áo vẫn chưa có đẹp lắm đâu. Đây. Cái con này nó hay đi chơi với mình lắm. Thế nhưng mà bây giờ thì từ ngày thả nó vào đây rồi thì nó cũng kiểu như nó dù sao chăng nữa nó cũng nhát hơn các bạn. Nó không còn kiểu như nó thuần như cái lúc mà ở bên ngoài nữa. Con kia thì màu lân. Mà cuối cùng thay lông thế nào? Trơ trọi hết rồi. Giờ có bấu vào tay anh nữa không? Chắc là không bấu nữa rồi. Ôi ở đây đi, ngoan ngoãn nhá. Ấy trời ơi. Gớm, giờ không đánh nhau nữa rồi nhỉ. Mấy trước còn đánh nhau, giờ không thèm đánh nhau nữa rồi. Giờ còn đứng cạnh nhau nằm cơ. Ở đây nhá, tạm biệt nhá. Về đây. Hai đứa ở đây nhá. Hiu. Ngon nhỉ. Nhưng mà cho nhau nhìn cái. Cho nhau nhìn cái. Không được nhìn nhớ phết các bạn. Thật sự là không được nhìn nó nhớ ghê. Cho nhau nhìn tí. Yển ơi, giờ mới tới lượt Yển được rồi đây này. Nếu như mà để chọn một con Yển và chọn một con vẹt thì các bạn chọn cái con nào, đúng không? À, có lẽ chỉ là một cái câu hỏi so sánh và ví von như vậy thôi. Chứ con gì thì nó cũng, mình nghĩ là nó cũng có cái cá tính và có cái đẹp, nét đẹp riêng của nó mà. Yển ơi ra đây. Ra đây. À, nào lên tay anh. Con Yển này của mình thì nó cũng được gần 2 năm rồi các bạn. Thế cho nên là nói thì tuy rằng nó không có sõi, thế nhưng mà đã đến lúc là nó đã nói bậy được rồi đấy. Toàn gọi trống không thôi Long ơi thôi. Ra đây, đi chơi. Đi chơi thì anh cho đi. Ghét nhau à? Đi. Đây. Có lơ thì gọi là con nhồng, mình thì cứ quen gọi là cái con Yển rồi. Như các bạn biết đấy. Theo mình suốt một cái hành trình quay video rồi thì cũng là một cái thành viên ở trong gia đình nhà mình. Thế cho nên là mình và nó và nó và mình cũng hiểu nhau. Chăm sóc một con vật vậy thôi, dành cái tình cảm cho nó thì nó cũng sẽ dành cho mình những cái tình cảm nhất định thôi mà. Các bạn thấy không? Thôi thì thôi nhá. Chỉ đu nót như vậy thôi. Từ bây giờ anh hỏi này, anh cắt mỏ nhá. Quay đây anh hỏi. Từ giờ đấy có còn nói trống không không? Ai đi xe ở ngoài đường kia là nó bấm còi hộ hết. Rồi thì một mình ở nhà thấy cứ lẩm ba lẩm bẩm hết Linh ơi rồi lại Long ơi. Cứ gọi ai gọi thôi. Chỉ khoe với các bạn như vậy, vui giải trí như vậy thôi. Bây giờ thì mình cho nó vào. Hả em, nhìn đây. Nhìn cái mặt nhìn đây. Nhục không? Nó đi vào chuồng anh cho ăn đi. Này. Đó. Để sau đi đâu nhớ đường về nhớ chưa? Nào lên đây. Giờ hất không ra này, dính như đỉa rồi. Hết phim đi vào đây. Còn bây giờ thì vui chơi với tất cả những con vật của mình suốt một video chặng đường dài như vậy. Bây giờ thì mình có thể lẽ là mình cũng dừng chơi với những con vật để mình chuẩn bị cái những thứ thức ăn. Rồi thì lên để chung vui cùng với gia đình nhà mình. Mời các bạn cùng với Long Đen tiếp tục theo dõi cái video nhé. Đây, của phần của chú Quế Coca đây nhá. Tay đau không làm gì được thì uống Coca. Vậy là đã xong xuôi đâu vào đấy rồi các bạn này. Thì các bạn biết đấy, ở đầu video thì mình nói là hôm nay thì cũng chỉ là bữa cơm đạm bạc gia đình, tất cả có mùi mẻ. Có anh em nhà mình thôi, trong nhà thôi. Thì đây là em rể của Quế thì tất cả các bạn biết rồi. Vắng hôm nay vắng mỗi Hiệp thôi nhân nhỉ. Hiệp hôm nay đi ăn cỗ ngoại, cỗ ngoại. Cỗ ngoại ngon hơn cỗ nội bởi vì hàng ngoại bao giờ chẳng ngon hơn, đúng không? Rồi bây giờ thì cũng giới thiệu với tất cả mọi người là như vậy. Thì ẩm thực thì cũng có vài món như đầu này thôi, chả có món gì thêm đâu. À hôm nay có món hàu nướng. Rồi, ngon thế nhỉ. Ếch nhà. Ếch của nhà. Đây là các bạn này, cái gì nhỉ? Cái vảy cá chép giòn này. Bây giờ thì mình cho vào trong này này. Ngon lắm các bạn ạ. Bác của bật phở nát nhìn nó dễ. Để phở nát à? Được, thích phở nát. Có phở nát.
Để anh cho cái này vào đã. Đây, để triển khai cho mấy miếng cá vào trước để mấy anh em lấy cái nhấm nháp nha. Nhưng mà cá chép giòn này ngon thật. Còn cá hôm nay cũng to mà. Em khoái nhất là đậu lòng với lại đậu chép giòn, ăn nó vẫn dễ ăn. À, có cả lòng kia. Anh biết tính, anh biết tính của chú mà. Đậu lòng ăn béo lắm, ngon đây. Lắm. Cái đùi gà này các bạn này. À quên, xin lỗi, đùi ếch. Cứ mỗi thứ cho một tí vào sau là để lấy cái gắp không thì... Cái giống ếch này nhá, nó gần giống chép giòn, bác cứ càng nấu kỹ nó lại vẫn dai nhưng nó không có bị dừ đâu. Đúng rồi. Em cũng thử một lần rồi. Đấy, ngon thật. Bây giờ thì để mình báo cáo với tất cả mọi người cái rồi sau đó làm vài miếng các bạn nha. Ngon đấy, nhớ này. Cười ra. Đây gọi là rượu đen. Đây rượu đen này là rượu đen là dành cho chú nhá. Chú hôm nay tay đau nhưng mà không uống được rượu. Đây, đây gọi là rượu đen này là dành cho Hiệp. À, chú cũng rượu đen à? Ồ, à, đây là 7 up, cho nên là mùi cà phê chứ không phải là coca. Thảo nào ngửi mùi khác ngay. Hôm nay thì báo cáo với tất cả mọi người là hôm nay là có cái liên hoan ăn cơm nha. Thì cũng mời tất cả các bạn đang xem video và tất cả gia đình nhà mình cùng cạnh một cái. Thôi em tay không, đâu à? Em anh không cầm được. Cạnh hộ chú. Cháu mời ra nhá, mời tất cả các bác mẹ mấy anh em nhá. Mình mời tất cả các bạn nhá. Mời mẹ bên này, mời anh em ăn cơm. Mà đấy, chú có gắp rồi anh, đây bác bắt cái chén đi, cứ kệ em. Thấy hôm nay chú bảo là đau tay thì anh nong để đấy. Em làm cameraman cho bác, cho đàng hoàng. Không, nong là phải ăn ra. Với nong. Đây, nong cái xun này nhá. Đây, con gắp cho chú nhá. Chấm đi cho cay cay nhá. Bác cái chén đi, kệ em. Ok. Thương chú tay đau. Đây, đây là phần của nong, đây là miếng nong rồi. Phải lặng ớt vào. Riêng bác Long là phải chế một cái bát sa tế lặng ớt vào. Có ớt quá không Nhân? Kiếm anh Long quá. Nhân không phải chủ nhà đâu. Ngon thật. Trứng cá này em nghĩ là cho vào đi. Cho vào đi. Cho cái trứng cá vào. Với lại cái da ếch. Cái da ếch là ăn để về sau ăn là bị ngấy đấy. Mới đầu này bác cho dần da ếch vào đi. Em ăn rồi em biết. Ăn về sau da ếch này ăn nhanh ngấy lắm. Bởi vì nó béo. Bên này nó ngấm gia vị. Vâng. Ăn ngon đấy. Thì mới đầu là mình cứ cho vào trước ăn nó mới thưởng thức được hết cái độ ngon của cái da ếch. Đây. Lên rồi. Úi giời. Da ếch này cho vào cái nào nó chín mà nếu nước sôi này. Cho vào cái nào chín. Dừ quá là ăn nó này mổn. Ngon thật. Bao hết rồi. Phải để nó tay tái ăn dai lắm. Đây. Phong thủ mít thôi mày. Đây là cái miếng thì đấy này. Đây nuôi được nó được già ngày. Đây là nứa ếch sau này hay nứa ếch trước? Nứa sau. À, nhưng mà ăn dai hơn là dai. Nứa trước của em hơn 1 năm ếch đấy giờ thịt nó mới ngon. Nhưng mà ngọt chỉ luôn. Ừ, em vẫn nuôi em vẫn để. Ai ăn cá ếch cả chú giờ mới ngon. Ếch nứa trước đi. Ừ. Ôi ôi ếch đấy giờ hơn 5 rồi. Nó là hàng thì ăn luôn đi. Nó là hàng gia súc thôi. Giờ chất lượng của nó là khác gì ếch đồng đâu. Bác thử cái da đi không nó dứ mất. Dứ đi. Lấy cái gì? Lấy gà đấy. Bác lấy cho cháu cái đùi. Đấy đấy, ui cái đùi ếch to thế. Đây mình ra ấy cả. Ăn vừa chín tới này da ếch nó giòn lắm. Nhưng mà kỹ quá này nó lại bị dừ nhé. Cái da ếch này nó cũng không được dai như thịt đâu. Nó dễ dừ lắm. Đấy, món này là món này tốt. Món này là món hàu sống. Món này là hàu sống, còn bên kia là hàu ấy à? Hàu chín. Hàu chín à? Bên kia là hàu tái. Món này là anh em vắt chanh vào này. Còn bên này là kiểu dạng như là nướng hàu hành với lại lạc. Ở quê mình gọi là lạc, còn ở trong miền Nam các gọi là các bạn gọi là đậu phộng. Đậu phộng. Đấy, rồi. Ngon nhỉ. Đây là món chú ăn được cái này không? Ăn được. Đây là phần tay đau giờ phải có người hỗ trợ. Tức là phải mớm nhá. Thì bác cứ chén đi. Cứ cậy em. Đây, phần cho chú nhá. Không ngại mình đâu ra nè. Hành khô với hành lá. Mình đau tay đâm ra mồm nó hơi đau, ăn uống cũng kém. Đây, anh ngại ngùng anh làm mình trứng trước. Đấy. À sau chú viện cho anh cả cái bảng trứng kia vào. Ok. Nhưng mà đã chú uống rượu đen tốt thế nhỉ?
Chú uống rượu đen tốt thế. Không có cồn mà nhanh. Anh à, anh ăn lẩu là anh toàn ăn nết thế này thôi. Cuối này. Thấy bảo cái rượu đen nên là nó không cay không đắng đâu. Rồi bây giờ để mình một miếng không? Có tí gió bắc heo heo này ngồi ăn lẩu cảm giác hơi nóng nó vào người nó không khó chịu nhỉ. Mùa hè mà ăn thì hơi vất vả. Mùa hè cứ ngồi hướng nào để tránh cái hơi nóng, nhưng mà mùa này hơi nó phả vào. Cảm giác nó ấm cúng. Đấy anh ăn uống mayonnaise như này này. Rồi. Đấy giờ chú năm tí đi. Ăn đi, cứ kệ em. Đây mình quay cho các bạn xem cái miếng thịt cá chép giòn này. Nóng vừa gấp nên chả nóng. Không, nó giòn thật, nó dai là dai các bạn. Thế người ta mới gọi là chép giòn, nó là chân trắng. Đúng. Nhưng mà chép giòn nó càng mỡ nó lại càng dai, thế mới lạ. Cái phần bụng của nó ấy. Ừ. Nhà cũng được muốn sao bị muốn xây. Ôi giời, ngập mồm rồi. Đây, đây để anh cho chú cái này. Cái này là cái bong bóng cá để chuẩn bị cho phó cả. Chú Nhất cho anh thêm tí nhiệt lên chú Nhất này. Tăng tí nhiệt độ lên. Đấy, không thì khổ có phó cả mồm miệng chả ra gì. Thiệt thòi đủ đường. Thiệt đủ đường. Chú Viện này, chú Viện húp hoa sò này đi, ăn súp hàu đi. Bùi tạt này. Húp hoa hàu. Sò huyết. Để anh chăn trở lấy cái bong bóng này cho phó cả ăn cho nó nên mau lên da. Cho nó mịn. Ấy, độc 6 con. 6 con mà được cả một đĩa to này luôn này. Đĩa này nếu như mà phải mua người ta chế biến cho mình rồi á, khối tiền để bằng. Thực ra nếu mà để đi ăn quán thì nó chỉ có mình gọi là một góc này, một ít da, một ít. Nếu mà để ăn quán mà hai con anh thì nó có mà chắc phải đôi trăm. Nhưng mà đây, cái lúc mà mình có mình bán thì lại rẻ quá. Đúng rồi. Vừa rồi bác bán được bao nhiêu tiền cân nhỉ? Anh bán 60. 60 là cũng được giá đấy. Chứ bây giờ bán buôn không được. Bán buôn thì 50. Sáu con ếch này nó rơi vào tầm 63-18, tầm 2 cân ếch không? Tầm đây đấy. Đây, đấy một cái miếng rồi. Đây, anh truyền cho chú nhá. Rồi. Chúc chú ngon miệng nhá, ăn đây nhá. Rồi bây giờ thì cũng xin phép các bạn là chung vui với gia đình là như vậy. Mình cũng xin phép là mình dừng video ở đây để cùng mọi người thưởng thức một bữa ăn ấm tình coi như là mùa đông nhỉ. Rồi mời tất cả mọi người nhá.